Chào anh em nhé, mình là kẹo ngon ba miền. Hôm nay quay trở lại giới thiệu anh em mẫu kẹo chỉ Monster, một mẫu kẹo mà cực dễ chơi và không ghen cay. Hiện tại thì mẫu này anh em đang sử dụng rất là nhiều. Bên mình thì mình bán cái mẫu này, cả nó là chạy thứ hai. Còn mẫu lập ngân mập này bán chạy nhất, anh em đang tin dùng nhất này. Sau đó đến Monster, sau đó xà lung. Xà lung này thì những ai chơi cấu hình cao đều chơi xà lung hết. Còn anh em chơi kiểu thích chơi kiểu dạng như ngày xưa thì mới chơi nấm mộng Monster thôi. Còn bây giờ hiện tại thì anh em đã độ chế lên rất là nhiều để sử dụng kẹo xà lung. Xà lung thì độ chuẩn rất là cao ở khoảng cách xa. Đối với dòng Monster này thì mình đang bán là 450 một cân bao ship anh em nhé. Mình có kích cỡ là 4.5, 5.5, 5.52, 6.35 và 6.40. Hàng bên mình thì 100% đều là hàng không kiểm anh em nhé. Nên là anh em mua hàng lưu ý giúp mình. Mình hỗ trợ bao đổi trả hàng thoải mái cho anh em. Nhận hàng không gửi trả tiết, không dụng gửi trả thoải mái nhé. Đây là 4.5 anh em nhé. 4.5 này thì sử dụng kết hợp cho cả PC lẫn tiếp sát anh em nhé. Một cân được khoảng 1.500 viên anh em thoải mái và sử dụng luôn. Còn đây là dòng 5.5 này. Mẫu kẹo Monster này thì không kén cành, là cành khương ngắn, khương dày khương mỏng, ít khương nhiều khương, cành dài cành ngắn anh em có thể sử dụng được hết anh em nhá. Đấy, cành càng ngon thì chơi càng xa. Đó, riêng mẫu Monster này, mẫu này thì độ vươn và độ nứt gió nó sẽ nhỉnh hơn mẫu ngắn vào một chút anh em nhá. Hàng nhà mình thì mẫu nào cũng bao cho anh em trên 100 mét. Anh em tùy cấu hình anh em nhá, miễn là bao cho anh em trên 100 mét. Cấu hình của anh em ngon anh em có thể đem đến 150, 160 mét tùy vào thời tiết anh em nhé. Còn cái mẫu Monster này, nếu mà Monster hoặc lấm đó, những cái dòng lấm ấy, thì bèm đến 150, 160 thì nó tùy vào thời tiết nữa, chứ không phải là cứ củi ngon là bèm được anh em nhé. Bởi vì là mẫu này nó tạt gió, nó tạt gió rất là nhiều chứ nó không kiểu như sờ lung đó. Đây là 552 anh em nhé. Còn anh em nào chơi nô năm hay căn gió tốt ấy, thì anh em có thể chơi được cả trời gió luôn. Mẫu Monster này nước gió tốt hơn ngắn mập một chút anh em nhé. Nó sẽ ít bị ảnh hưởng gió hơn một chút. Còn ra tầm xa thì sờ lung cũng bị tạt gió rồi, nhưng mà nó sẽ bị ít hơn anh em nhé. 450 một cân bao ship là 635 này, và đây là 640. Anh em khách mới chưa biết chất lượng thì anh em có thể alo lấy nửa cân để anh em trải nghiệm thử nhé. Nửa cân hỗ trợ bán cho anh em 250. Còn những anh em nào cây cùi khỏe anh em có thể sử dụng xà lung này. Độ trúng rất là cao, chơi tầm xa thì sẽ ít bị ảnh hưởng gió anh em nhé. Nó có ảnh hưởng nhưng mà trừ khi là gió to, gió mạnh. Còn nếu mà gió tiểu diêu thì vẫn đi tốt anh em nhé. Thì anh em mua hàng cứ alo qua hai số clip cho mình, và anh em xem video thì nhớ cho mình xin một like video nhé, và anh em bấm đăng ký kênh để mình lấy thêm tương tác với anh em. Chào anh em.